nhé cứ tôi được gọi dân để sang tục phòng thiện một ngày dân tôi cao bị sắp nhau tôi bị sắp là bây phương tắc đo tiền chắc mà ngày nay dân viên xem phò đại thật nhá dân viên là tập nốm hay bị chiếm đại thật nhá chắc thì tôi xem phò đại dân xem phò đại thật để sang tục tôi được gọi cư dân đặt lên dây ta làm tiếp đi tập phòng mấy ai ở đây kia tập nốm rồi bị chiếm đi nắng đại dân thật nhá tôi nắng cái dân thật đặt lực nóng xuống tập gọi mà đặt xuống lại đi các nhân viên là tập nốm cuối hay nên là nhân viên là chiếm để dân phải nhá xong rồi ạ ngày năm nhân viên là phần nào để dân phải nhá nhân viên kia tập nốt chẳng dân tiền cho mua nhận lưới cho mua nhân cả đặt là xong nữa ai biết nhỉ chẳng dân tiền cho mua phần nào cho mua nhân cả đặt là quen này việc mua rồi thì hỏi thế chẳng dân mua phần nào xem tiếp tôi chia chiếm trong chơi thì mỗi năm cả đặt mang sống ăn ca trong đi nhờ lên sự thay sự nặng của mình mỗi năm là cả đặt mang sống lắm chân là dương tóc múa dân miền là ấp bom miền này tên toa bị kéo nó còn ao bị bẫy cá tiều ao bẫy không ai thở chiều cả đất cả bàn này gồm đi một chục là cho ăn đi tới nặng nên mình phải cá trộn một miếng ai để lại được không mỗi tiếp dân ai chờ khi để dân bị sập mình lại đặt một miếng hết sao giờ dân đặt lên thang kèo thì phải thôi nếu như là thôi thì bỏ dân đặt lên thang kèo ca là dân đặt được trong một nhà tân lắm và sân chia sửng lại dân nước nhà tân mình tìm sau mấy chân dân tân được trong thu nước bầy này ta là sân chia sửng lại lên nhờ nhà tài mà lại tiếp tục không được mối cho bạn này mối tiếp và sân chia sửng lại đó nên là ca để ta tục sinh là tiếp tục nếp và dân thở miến không sinh thì này không mối đặt có không mối chất đôi chị ở đặt đặt gọi chân mắt chân chân ta tăng thêm nhà chúng tôi là khai chớ đọc xin lít để dây ba điện sau hai lắm cũng là tài cả đã có tiền chắc dân đặt được không để ăn được có
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.